Hello, xin chào tất cả quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của trường nha. Thì ngày hôm nay trường xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một món ăn, đó là gỏi cá diêu hồng. Cá diêu hồng làm gỏi chắc mọi người vừa sẽ giật mình đúng không? Thì đó giờ cá diêu hồng không có ai làm gỏi cả, vì chỉ là nấu và nướng hoặc là hấp thôi đúng không cả nhà? Thì ngày hôm nay trường sẽ đổi món, bữa nay là trường sẽ làm gỏi cá diêu hồng cho quý cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thì trước tiên thì trường sẽ phi lê cái phần đầu cá này ra, tại vì lúc nãy trường mua cá về á thì quên dặn anh em để anh em đừng có cắt cá làm đôi ra, nhưng mà anh em đã cắt lỡ cắt ra rồi thì bây giờ trường phi lê lại cho nó thêm một chút xíu thịt, tại vì cá thì có phần đuôi không thì nó thịt ở phần đầu nó còn rất là nhiều thịt đó cả nhà, thì trường không muốn mất cái phần thịt cá thì trường đã phi lê lại cái phần đầu để cho cá nó được nhiều thịt hơn đó cả nhà. Thì trước khi mà mình làm con cá này á thì cái phần gỏi cá thì chúng ta phải xử lý cá cho thật sạch, thì trường sẽ vắt chanh và bóp muối vào con cá cho nó đỡ nhớt, và sau đó trường sẽ để cá cho vào miếng giấy vuông để cho cá hút hết những cái tạp chất trong con cá ra, giống như là để cho con cá nó khô ráo ăn nó sẽ không bị tanh đó cả nhà. Đó thì giống như là cái cách của trường đang làm như nè, thì quý cô chú anh chị mình gắng theo dõi video của trường nha. Thì ở đây đó là ngày hôm nay sinh nhật con gái của ông Mười, thì ông Mười không có tiền nên trường đã bàn với anh em thì anh em sẽ đứng ra tổ chức làm sinh nhật cho con gái của ông Mười luôn. Thì bây giờ trường sẽ phi lê phần ca đuôi cá nha cả nhà. Thì cả nhà mình phi lê cá lưu ý là đừng để bị dính xương nha. Khi mà cái gỏi cá, đặc biệt là mình làm bằng gỏi cá sống, mình không có trụng qua nước sôi, không có gì hết trơn đó nha, là mình làm bằng thịt cá sống luôn, nhưng mà làm mà để mà bị dính xương á, ăn nó sẽ bị sạm rất là khó ăn, nên trường rất là kỹ về vấn đề này. Nó trường phi lê ra xong thì bây giờ trường sẽ để lên trên một miếng giấy vuông nữa, là đặc biệt là không để cho thịt cá nó bị dính nước nha cả nhà nha. Thì cái phần gỏi cá này á là trường có thính, thì em Tân đang rang thính nè cả nhà. Đó, gạo này là em Tân đang rang lên để chút nữa sẽ làm thính để mà mình chọn với gỏi cá nha cả nhà nha. Thì thật sự đó giờ không có ai làm luôn, hầu như là trường chưa thấy ai làm luôn. Thường gỏi cá người ta sẽ làm bằng cá trích hoặc là một cái con cá nào của nước biển, nhưng mà ngày hôm nay đều đặc biệt hơn là trường làm bằng cá diêu hồng. Còn cái phần xương mà khi mà trường làm xong rồi á, trường phi lê ra rồi á, thì nếu mà có lẩu thì mình sẽ bỏ vào lẩu, còn không có ăn lẩu á thì mình sẽ nấu canh nó vẫn được nha cả nhà. Bây giờ trường sẽ phi lê cái đuôi cá thứ hai. Thì nói chung hai con cá này trường đi chợ mua là cũng đâu gần hơn 2 kg, thì bây giờ trường cố gắng để phi lê thiệt nhanh và làm thiệt đẹp cho mọi người cùng xem. Và trước khi mà làm được cái món này á thì trường cũng phải tìm hiểu nó kỹ lắm, tại vì con cá khi mà mình làm gỏi á, mình không kỹ ăn nó sẽ bị tanh và nó dễ, rất là dễ cho mình khó ăn lắm cả nhà. Nhưng mà ngày hôm nay trường làm được cái món này là giống như là thành phong. Đây là cái củ hủ dừa nha cả nhà nha. Đó, trong cái nồi này là củ hủ dừa. Củ hủ dừa này trường với lại Tân móc là cưa cái dừa của ông Mười luôn, là ông Mười ông về ông giật mình, ông dí anh em trường chạy vòng vòng luôn cả nhà. Đó, bây giờ trường phi lê gần xong rồi. Phi lê cá này xong á thì trường sẽ thái mỏng ra. Đó cả nhà ha. Cá này á, khi mà mọi người mà muốn làm gỏi cá ngon á thì nên nhớ nha, mình bỏ bỏ cái phần da của cá. Đó, phần da cá trường đã xử lý xong rồi, bây giờ là trường sẽ bắt đầu thái mỏng. Vậy cái công đoạn này á là trường đang thái cái phần da ra nè cả nhà, là trường đang lột cái lớp da của cá ra để cho mình lấy cái phần thịt cá thôi cho nó rất là ngon. Đó, cả nhà nhìn xem cái đường dao của trường đưa ra. Đó, cả nhà thấy không? Đó, cái miếng thịt cá nè, quá đẹp, quá ngon luôn cả nhà ơi. Thì cái phần thịt đó đó, chút nữa mình sẽ trộn với gỏi. Thì gỏi cá thì trước tiên mình muốn trộn gỏi cá thì bảo đảm mình sẽ xử lý cá cho nó sạch sạch, rồi sau đó mình mới đưa vào trong cái gỏi cho cả nhà. Bây giờ trường sẽ phi lê một phần thứ hai. Khúc này cameraman nó lia vô cái mặt trường, trường biết nói gì không? Nói trời ơi, đó giờ trường lần đầu tiên trường làm luôn á, mà nó sợ là ăn không được cả nhà. Gỏi cá mà mình đã làm rồi mà nó kêu là lần đầu tiên anh làm rồi ăn được hay không nữa, ngộ ghê. Đó, bây giờ trường sẽ cắt chanh ha. Cắt chanh trường sẽ ốp vô trong cái phần cá này. Đó là mình dắt vô đây và vài miếng chanh cho thịt cá nó tái lại cả nhà. Cả nhà đừng có ngại là cá sẽ tanh đâu, không có tanh luôn á, trường làm một chút xíu là mọi người sẽ thấy không có tanh luôn. Bây giờ trường sẽ dắt chanh vào trong con cá ha, cho thịt cá nó chín, tại vì khi mà thịt cá mà mình sắc mỏng 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 ra rồi á, mình dắt chanh vào á là cá bảo đảm nó sẽ tái liền cả nhà, giống như thịt tôm vậy, giống như thịt tôm mình tái chanh vậy thôi. Thì mình dắt chanh vào đây thì cá nó sẽ tái, nó chín giống như là nó không phải chín hẳn đi, mà nó chín nó khoảng đâu trong đó là khoảng 80% là cá nó sẽ chín, lúc đó mình ăn nó sẽ đỡ nhát miệng hơn. Tại nhiều người ta nói là cá ăn sống là sẽ tanh này nọ, nhưng mà mình xử lý hết rồi không bao giờ mà nó tanh được cả nhà. Bây giờ trường sẽ trộn đều cá với lại chanh để cho con cá mình nó ngon, nó chín đều cả nhà ha. Đó, rồi xong tới tiếp đó là công đoạn là trường sẽ qua trường làm cái gia vị, cái nước ốp gỏi. Và điều đặc biệt hơn là cái gỏi cá này á, mọi người có thể trộn với hành tây nè, trộn với rau thơm nè, mà trộn thì trường này trộn với lại củ hủ dừa nữa cả nhà, rất là ngon.
Rồi đó cả nhà thấy không, nó thịt cá của trường làm nè. Bây giờ nãy giờ trường bóp với lại chanh đó cả nhà, thì thịt cá bắt đầu nó đục màu lại, thịt cá sống nó sẽ trong ha. Thì khóa này giờ đã là 90% rồi. Bây giờ trường sẽ bắt đầu làm cái gia vị để làm trộn gỏi nha cả nhà nha. Thì ở trong cái gia vị gỏi này á, thì trường có nước cốt chanh nè, tỏi, ớt, bằm nhuyễn và nước mắm. Đặc biệt là nước mắm là mình phải nước mắm ngon nha cả nhà. Thì mình sẽ pha giống như là kiểu nước mắm chua ngọt, tỏi, ớt, đường, bột ngọt và chanh để trộn cho nước mắm mình nó thiệt ngon. Thì trong đó mình phải cho một ít tương ớt, nhưng mà trường xài á là trường xài cái tương ớt tươi cả nhà nha. Đó, cái chai tương ớt tươi này để cho biết sao nó có độ keo và độ sệt của nước mắm. Bây giờ mình thêm chanh vào, mình nêm chua chua ngọt ngọt nó đậm vị. Nên nhớ là cái gỏi á, bắt buộc mình phải có cay cay và đậm vị, tại vì cái gỏi của mình ăn đó, nó sẽ vô thịt cá là rồi vô la ghim á là nó sẽ nhạt đi. Còn bây giờ trường đang làm cái nước chấm này rồi, nó nhìn nó thấy hấp dẫn không? Đó, bây giờ mình có thể lấy cái nước chấm này mình trộn với lại cá và mình có thể làm nước chấm luôn nha cả nhà nha. Thì một công đôi chuyện luôn. Thì nước gỏi thì mình làm đậm hơn chút xíu, khi mà mình làm nước chấm á, thì mình pha nhạt lại chút xíu để mình chấm gỏi. Nó bắt đầu nêm nè, chu cha nêm hấp húp rột rột luôn cả nhà. Húp mà nêm quá trời nêm luôn, không biết ngon dở hay sao mà thấy nêm quá trời. Nó bây giờ trường sẽ thêm vô một miếng bột ngọt cho nó hài hòa cái gia vị lại nha cả nhà nha. Đó, bắt đầu là tới công đoạn của trường. Trường sẽ sắc rau. Ê, đây 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 đây, cô gái xinh đẹp của trường ra đây 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 là con của ông Mười đó cả nhà. Đó, ngày hôm nay sinh nhật của em ấy cười tươi như hoa. Đó, còn em Tân Mốc thì mặt kênh nhìn láo láo cả nhà ha. Ngày đó phải cho nó một dít. Đó, nói chung thì ngày sinh nhật con gái của Mười thì tất cả anh em ai cũng khấn khởi để làm một cái tiệc sinh nhật cho em nó thiệt là vui. Thì thật sự thì ông bà Mười thì hiện tại cũng đang khó khăn, thì không có tiền bạc gì hết, thì trường đứng ra trường làm luôn cả nhà ơi. Nói chung thì người trong gia đình thì mình hỗ trợ được gì mình hỗ trợ. Đó, bây giờ là trường sẽ rải cái thính nha cả nhà. Đây là cái thính gạo rang lúc nãy em Tân Mốc rang đó. Đó, trường bỏ cá với hành tây trộn ít rau thơm rồi, bây giờ trường sẽ bỏ vô trong đó một cái miếng thính. Đó, thính từ gạo rang ra nha cả nhà, mình rang gạo cho nó thiệt là già thiệt là thơm rồi xong mình giã ra làm thính. Đó, bây giờ trường đã trộn thính rồi, bây giờ cho cái nước gỏi hồi nãy trường làm nè. Đó, cái nước gỏi nó giống như nước mắm chua ngọt. Đó, trường sẽ múc vào đó hai giá, trộn đều nó lên. Trộn đều mà lưu ý là cái gỏi cá này là có dừa nha cả nhà. Đó, cái thao kế bên đó là cái thao dừa, nó là dừa nạo, mà đừng có làm cái dừa mà khô quá là nó sẽ không ngon. Đó, cái dừa nạo này là cái trái dừa, mình lựa trái dừa nào mà nó dừa khô tới thôi, dừa nạo được thôi là ngon rồi. Đó, bắt đầu là trộn cá rồi dừa với lại nước gỏi vào. Đó, nhìn thấy ngon nha, bắt đầu là nó không có tanh nha. Trong đó thiệt luôn á, là cái món này á, là cái cá này nó không bao giờ tanh nha cả nhà. Khi mình trộn thính với lại dừa rồi với lại nước mắm gỏi của mình vào rồi là không có một xíu tanh nào luôn cả nhà ơi. Thì bên kia phía xa xa sau lưng trường đó là anh Cu Đồng. Thì anh Cu Đồng đang nấu cái nồi lẩu Thái đó cả nhà. Thì nói chung thì ngày hôm nay ngày sinh nhật con có 10, trường làm rất rất là nhiều món. Nào là vịt quay lưu nè, gỏi cá nè, lẩu Thái nè, rồi heo quay nữa cả nhà. Nhưng mà những cái món đó thì từ từ trường sẽ up clip lên cho mọi người xem nha. Thì bây giờ trường đang làm cái gỏi cá chăm chú lắm cả nhà ơi, nâng niu từng phút từng giây ha. Tại món ăn của mình làm ra mà mình phải nâng niu đó. Và bây giờ sẽ thử coi nó làm sao. Trời ơi, nhìn cái nè, một cái ba ngon chưa. Mình làm đầu bếp là mình lợi thế hơn người ta, là cho mình ăn dụng được cái nhà nó trộn trộn xong cho bỏ cái bỏ họng miếng lụm liền. Đó, và xong rồi giờ trộn đều lên nha cả nhà ha. Bắt đầu là cho mẹ trường thử nè, cho một người nào đó thử coi có tanh không. Đó, mẹ trường cái nè, trời ơi nè, đó thì thật sự là cái gỏi cá này nó không bao giờ tanh nha cả nhà. Thì bây giờ trường sẽ bỏ cái cá này ra rồi xong trường sẽ trộn cái gỏi củ hủ dừa nữa cả nhà. Trời ơi, cái củ hủ dừa dành giật cái cây củ hủ dừa cực khổ lắm cả nhà ơi. Nói chung thì vui thôi, ở nhà vui. Thì bắt đầu gỏi củ hủ dừa thì trường cũng trộn cái gỏi củ hủ dừa này cũng bằng cái nước mắm gỏi đó luôn cả nhà. Thì mình làm sao mà cho cái gia vị nó hài hòa với nhau, ăn nó đồng bộ với nhau mới gọi là ngon. Thì bây giờ trường sẽ lấy củ hủ dừa ra, trường bỏ qua một cái thau riêng. Đó là trường cũng sẽ múc nước mắm gỏi, trường để vô. Đó, cả nhà thấy không? Đó, nước mắm gỏi trường để vô để cho nó đều hết, rồi xong trường sẽ bỏ thêm một chút thính nữa cả nhà. Đây, bắt đầu là trường sẽ múc thính vô. Đó, bỏ vô chừng 2-3 muỗng thính. Đó, mình trộn đều lên. Tại vì khi mà cái cá mình đã có thính rồi thì gỏi củ hủ dừa mình cũng phải trộn vô một ít thính vào cho nó thơm và nó ngon cả nhà. Chứ cả nhà đừng có nghĩ là bỏ thính vô ăn nó sẽ bị ngán kia nọ, không phải đâu. Thính á, là mình bỏ trong cá rồi thì mình phải đồng bộ với nó rồi cho nó một chút xíu thính. Thì thính vô ăn nó thơm vậy thôi cả nhà, giống như là có gia vị nó đầy đủ vậy. Rồi bắt đầu trộn đều lên ha. Mình trộn cái này á, là trộn gỏi chứ không phải là mình bóp nha cả nhà. Quý cô chú anh chị á, thường thường hay bóp gỏi á, là bóp nát chứ. Còn mình nên nhớ là mình trộn gỏi, mình chỉ trộn thôi cả nhà ơi.
thì bắt đầu chọn cái gỏi của hũ dừa xong rồi nè, giờ bắt đầu ra mâm. Thì mình sẽ để cái gỏi của hũ dừa nằm phía dưới, còn cái gỏi cá thì nằm phía trên. Khi mình ăn thì mình sẽ gấp một ít cá và một ít củ hũ dừa, mình gói bánh tráng ăn cũng ngon. Mà mình gói bánh tráng cuốn cũng được, hoặc là mình gói cái, nếu mình có bánh đa nướng thì càng tốt cả nhà. Bánh đa nướng cái mình xúc lên, mình kèm thêm một ít củ hũ dừa với là một miếng cá sống lên, trời ơi nhìn ngon nhức nách luôn cả nhà ơi. Thế vậy thôi chứ là cũng cả một vấn đề đó cả nhà. Thì mình cũng đã nghiên cứu kỹ rồi mình mới làm được cái món này. Bắt đầu gỏi đã trộn xong thì Trường sẽ cho một ít đậu phộng vào. Đó, mình ăn nó có cái hột đậu phộng nó béo béo, nó thơm thơm cả nhà ha. Rồi cá mình cũng cho một ít đậu phộng vào luôn. Thì làm như vậy á là nó đồng bộ, tại vì cái gỏi cá với lại cái củ hũ dừa mình phải đồng bộ nha, mình ăn nó mới có cái cảm giác là nó hài hòa. Bắt đầu cá thì Trường sẽ để lên nha cả nhà nha, là giống như là cái món ăn của Thảo Trường là cũng sắp thành phẩm rồi đó cả nhà. Thì điều đặc biệt là cái có cái dừa nạo cả nhà, mình trộn gỏi cá này á, gỏi cá trích cũng vậy nữa, mình trộn theo kiểu miền Nam của Trường á thì bắt buộc phải có dừa, dừa nạo lên. Thì dừa nạo á, mà nạo trái còn tươi á, là nó sẽ ăn nó đồ béo béo béo. Mình đặc biệt nha, Trường nói thiệt tình là cá này không bao giờ tanh, cả nhà mình cứ không tin, cả nhà cứ làm thử đi, không bao giờ tanh luôn cả nhà ơi. Đó bây giờ xong rồi nè, đó thành phẩm cả nhà ơi, nhìn hấp dẫn chưa. Bắt đầu rắc đậu phộng lên ha, ra cái mình cuốn bánh tráng mình chấm vô miếng nước mắm chua ngọt nữa, còn thứ gì nữa bằng nữa cả nhà, quá đã luôn cả nhà ơi. Thì hôm nay thì nói chung ngày sinh nhật của con của Mười thì Trường làm cái món này là độc lạ luôn. Đó bắt đầu là ra mâm đó, thấy cái gỏi cá của Trường ngon không, và cái anh cu đồng đang sắt là thịt heo, đây là thịt heo mình ốp nguyên một ngày mình phơi nắng nữa cả nhà để cho cái da nó nhanh giòn. Thì thịt heo này á là anh Đồng chiên nha, chứ không phải nướng nha cả nhà, giống như heo quay này, heo quay chảo là chiên lên chứ mình không có nướng, tại nướng nó là rất là lâu, tại mình có vịt nướng rồi mà bây giờ mà có heo quay mình nướng nữa thì rất là lâu cả nhà. Thôi thì bây giờ là chuẩn bị cắt heo quay ra và lên mâm, thì cả nhà mình đợi xem video tiếp theo nha. Thì bây giờ là coi cả nhà thử như thế nào nha. Con cái lít dầu á, hơi tốn dầu một tí. Ngon quá. Ok đó. Mình để lâu quá nó bị sao không? Rồi sáu người thì để ngượng miếng đi. Chặt cái gì? Rồi chặt cái mâm đi. Chặt cái mâm đi em ơi. Giờ nè, vô. Da giòn, nói chung cũng đạt được 85% cả nhà. Chứ còn không đạt gì hết đâu. Giòn, giòn không? Giòn. Chắc nghi không giòn đâu. Này mình test nha cả nhà, có giòn nha. À. Thấy miếng heo rồi biết giòn này nghe là như cái núm à. nghe giòn, nghe giòn. Cứng ngắc à. Nghe giòn cốp cốp à. Cốp cốp luôn. Cốp cốp cũng gãy răng luôn á, giòn quá trời giòn rồi. Được ok, diệt diệt. Giờ được 85. Này màu nó chưa lên đều nha. Mạnh tay lên. Yếu. Thầy ơi. Đó là đồ bếp này cũng làm ăn được mẹ vậy đó. Khiêu 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 sợ miếng heo đau à. Ừ dằn rớt đất. Rớt miếng dừa. Làm ăn vậy đó đồ bếp. Chắc đuổi việc đồ bếp thì anh. Bột la. Điều cái tên, yeah, chắc lộn lộn rồi. Con nhau mời, bữa tới con đi. Dịch tới mời.